Kính thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, 11 luật và 21 nghị quyết đã được kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 thông qua. Không thể chậm trễ, có những quy định mới liên quan sát sườn đến người dân đã nhanh chóng sớm đi vào cuộc sống và được người dân hồ hởi đón nhận. Nguy cơ tội phạm công nghệ cao ngày càng hoạt động tinh vi, phức tạp, nhiều kẻ xấu lừa đảo lợi dụng công nghệ số, mạng xã hội để làm những điều phi pháp. Song ông bà ta đã nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Kẻ xấu dù có xảo trá lợi hại đến đâu cũng không thể chạy trời cho khỏi nắng, không thể nằm ngoài vòng lưới pháp luật. Những quy định mới mà các nhà làm luật đang nỗ lực đặt ra được ví như một tấm khiên vô hình bảo vệ vững chắc cho người dân trước những nguy hại của kẻ xấu. Góc nhìn trong tuần của báo Thanh Hóa hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề tấm khiên vô hình. Kính thưa quý vị, chuyển đổi số ở nước ta hiện nay đã đến từng ngõ, từng nhà, từng người. Đây là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan và được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, nhà nước ta. Mục đích cuối cùng của chuyển đổi số là phục vụ con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực, nguồn lực phát triển. Trong đó, đề án 06 được xác định là nhiệm vụ then chốt, quan trọng và là một trong những điểm sáng, mô hình hay của chuyển đổi số quốc gia. Đề án 06 đã thu được những kết quả bước đầu tích cực, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Qua thực hiện đã góp phần thay đổi phương thức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý công dân, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng vặt, tiết kiệm thời gian, công sức, tạo nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến, phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đây cũng là lá chắn hữu hiệu, song cũng là công việc rất khó khăn, chưa có tiền lệ. Nếu không có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt thì khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Thời gian qua, công tác chuyển đổi số và đề án 06 đã được triển khai bài bản, tích cực, đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả nổi bật. Có 43 trên 76 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân đã được cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. 100% công dân đã được cấp mã số định danh cá nhân, 86,3 triệu công dân đã được cấp thẻ căn cước gắn chip điện tử. Hơn 75,7 triệu tài khoản định danh điện tử đã được cấp và trên 55,25 triệu tài khoản đã được kích hoạt. Thông qua việc kết nối, chia sẻ, tích hợp các loại giấy tờ, người dân được hưởng rất nhiều tiện ích. Để hoàn thành nhiệm vụ cuối năm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số. Các bộ, ngành, địa phương phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm chuyển đổi số. Trong thực hiện đề án 06, cần đề ra lộ trình khẩn trương hoàn thành việc kết nối kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Các địa phương khẩn trương điều chỉnh hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính kết nối với hệ thống phần mềm dịch vụ công liên thông xong trước tháng 7 năm 2024. Luật căn cước được Quốc hội thông qua, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, trong đó có nội dung quy định bổ sung thêm thông tin sinh trắc học ADN, giọng nói và mống mắt. Điều này, các nước tiên tiến trên thế giới đã đi trước và áp dụng từ lâu nhằm phục vụ quản lý dân cư và đấu tranh, phòng chống tội phạm, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm tung tích nạn nhân. Việc bổ sung quy định này đối với nước ta không chỉ phục vụ lợi ích của công dân mà còn phục vụ sự phát triển của quốc gia. Quá trình triển khai thực hiện những tiện ích công nghệ cho người dân trên thẻ căn cước công dân, định danh xác thực điện tử đã được tiến hành đồng bộ, xuyên suốt, góp phần thành công trong cắt giảm những thủ tục hành chính, tạo văn minh xã hội, phòng chống tham nhũng vặt, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạch định, điều hành chính sách, quản lý của lãnh đạo, các cơ quan chức năng. Yêu cầu đặt ra là cần phải triển khai thực hiện như thế nào để thuận tiện nhất, đạt được hiệu quả nhất, đồng thời tiết kiệm nhất, chống lãng phí, phục vụ phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Triển khai luật căn cước, Thanh Hóa sẽ có hơn 1 triệu người nằm trong diện được cấp thẻ căn cước. Để phục vụ người dân đến làm thủ tục cấp căn cước nhanh chóng, thuận lợi, lực lượng công an tỉnh vừa chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, vừa phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi, luật căn cước đến cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân để nâng cao hiểu biết, tự giác thực hiện, nhất là tuyên truyền về những điểm mới của luật căn cước, sinh trắc học mống mắt và tính ưu việt của luật căn cước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chủ động các kế hoạch triển khai cụ thể, tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện. Cùng với đó, chuẩn bị tốt các điều kiện từ kỹ thuật, trang thiết bị, hoàn thiện phần mềm, hệ thống phương tiện để sẵn sàng cấp thẻ căn cước cho công dân, cho người từ 0 đến dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 14 tuổi, từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.
Thời gian qua đã có nhiều thủ đoạn lừa đảo, giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm dụng tài khoản. Điều này khiến cho nhiều ngân hàng và người dân lo lắng, bất an bởi các thủ đoạn của kẻ xấu khá nhanh và tinh vi. Chỉ cần vài thao tác mánh khóe lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân là chúng có thể dễ dàng chiếm đoạt được tài sản. Không để cho các đối tượng xấu có đất diễn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành quyết định số 2345 về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Sau khi quy định mới này ra đời, các đối tượng lại tiếp tục giở trò giả mạo nhân viên ngân hàng, hướng dẫn người dùng sinh trắc học mống mắt để dẫn dụ khách hàng sa vào bẫy lừa đảo của chúng. Rõ ràng kẻ xấu không từ thủ đoạn nào, sinh trắc học cũng chưa phải là giải pháp an toàn tối ưu, nhưng trước mắt đây vẫn có thể được coi là tấm khiên an toàn để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, cũng như tạo nên lá chắn bảo vệ vững chắc thành trì ngân hàng. Việc ban hành điểm mới này không ngoài mục đích hướng tới bảo đảm người giao dịch ngân hàng trực tuyến là chính chủ nhằm bảo vệ khách hàng, góp phần giảm thiểu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, cũng như phòng ngừa những vụ việc cho thuê, mượn, mua bán tài khoản thanh toán, ví điện tử sử dụng cho mục đích bất hợp pháp. Về bản chất của các giải pháp quy định tại quyết định số 2345 là kiểm tra thông tin người mở tài khoản khớp với thông tin trên căn cước công dân do Bộ Công an cấp hoặc thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, loại bỏ tài khoản giả, không chính chủ, không hợp pháp. Qua đó, tổ chức tín dụng sẽ nhận biết, xác minh chính xác khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch thanh toán. Việc xác thực sinh trắc học áp dụng với khách hàng là cá nhân có giao dịch điện tử của cá nhân có giá trị hơn 10 triệu đồng hoặc tổng giá trị thanh toán trong ngày vượt 20 triệu đồng. Với các giao dịch có giá trị không cao như vậy, thì việc xác thực sinh trắc học cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến các giao dịch thanh toán của người dùng. Kính thưa quý vị, từ xưa, tấm khiên là vật dụng được người lính dùng để ngăn chặn cũng như bảo vệ trước các cuộc tấn công. Thì nay có rất nhiều tấm khiên được dựng lên từ thể chế, cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người dân. Tấm khiên ấy không đơn giản chỉ là vũ khí, là lá chắn vô hình trong việc đối phó với các đối tượng xấu, mà còn thể hiện quan điểm, tư duy luôn đổi mới, song cũng rất nhân văn của Đảng, Nhà nước ta, phù hợp với xu thế văn minh, tiên tiến của thời đại. Bởi một khi chúng ta đã quyết tâm không bàn lùi, chỉ bàn làm, thì sẽ có rất nhiều tấm khiên khác nữa được dựng lên, ngày càng cao hơn, dày hơn và bảo vệ ngày càng tốt hơn thành trì chế độ. Tới đây, chuyên mục Góc nhìn trong tuần của báo Thanh Hóa Điện tử cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chuyên mục tuần tới.